Xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình lại đi ra vườn để có cái gì không đây này các bạn. Đây các bạn ơi, mình có cái hoa chuối này đây, thì mình sẽ đi chặt ra mình nắm nộm hoa chuối nhá. Đây, bão xong thì còn đúng một cái bắp chuối này các bạn, còn hỏng hết rồi. Cái chuối này rồi thì mình sẽ mang vào để mình nằm ngủ nha các bạn nha. Chạy hoa sen hoa súng vào đây các bạn. Các bạn ơi, mấy hôm thì cũng đã dựng lên được cái khung này rồi đó các bạn nhé. Hôm nay thì đồng chí chồng sẽ nộp cái mái tôn này. Đồng chí chồng nhà mình đã đi làm rồi này các bạn này. Đây, nay ở nhà sẽ làm nộp cái mái này và hàn nung quanh những cái cây thép nha các bạn nhé, cây thép răng ấy. Hôm nay ở nhà hàn đây các bạn, nộp cái mái này. Còn mọi hôm thì cứ tranh thủ đi làm đến đêm mới về, mới là dựng cột dựng tiếc nghe đây. Dựng cột với dựng hoành lên thì đêm mới làm các bạn ạ. Mình quay đêm không quay ạ. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm nộm hoa chuối tai heo các bạn nhé. Đây, hôm mình đã có tai heo rồi, cả đồ rau đây rồi các bạn ạ. Hôm nay mình có làm món nộm hoa chuối tai heo với lại cá hấp nha các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi vào thái cái hoa chuối này nhé. Đây, mình sẽ cho chanh vào đây trước đã các bạn, để cho chuối nó trắng nha các bạn. Đây, mình sẽ cho chút muối này vào nữa các bạn nhé. Giờ thì mình sẽ đi thái các bạn ạ. Này, thái cái hoa chuối này nào. Dựng lên cũng dựng lên còn mấy tấm nữa nhỉ, 3 tấm à? Đâu, 5 tấm rồi, 5 tấm rồi. Có mấy tấm? Có 7 tấm mà. Nộ nào? Đi à? Nuôi luôn ra. Đâu. Cho tấm khác. Từ đã. Đèn quyền nó kéo đã. Từ đèn quyền nó con đã. Đúng không? Đây các bạn ạ, cái tấm tôn nó dài như thế này, mình không kéo nổi được lên thì phải lấy sức 2 giây thả xuống để nâng nó lên các bạn, kéo lên thì mới lên được. Mái nhà nó cao.
thì mình sẽ đi ướp cái cá này để mình hấp các bạn nhé. Chút hạt nêm vào. Và mình cũng cho nó ngả lên dưới đây các bạn nhé, cho một chút nó ngả lên dưới đây đấy, cho chè để cả vào bụng nữa. Ủa thế là mình một gói nha. Đó là cái gì sẽ rất là thơm. Cho vào khoai thì mình hấp thì nó đấy. Các bạn này nhìn đấy, mình sẽ đi nấu nước ra để trộn nộm nha các bạn nhá. Là mình cho nước vào bát này đây đấy, mình cho đường vào. Cho 3 muỗng đường, cho mắm vào. Giờ thì mình cho chút dứa nhé, mình cho chút dứa vào đây này. Đấy. Giờ thì mình cho vào xoong mình nấu nha các bạn nhé. Xong rồi mình cho một chút giấm vào nhé. Các bạn ơi, giờ mình sẽ đi nấu sốt cá nhé. Đây, gia vị của mình đã làm sẵn hết ở đây nhé. Giờ mình cho chút mắm vào các bạn. Lần tay mình làm nộm. Từ nãy mình nấu nước để mình nước mắm để mình trộn nộm. Bây giờ mình nguội nước rồi mình cho tỏi với cho ớt vào đây để trộn vào nộm nha các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, tỏi ớt đây này. Đấy, giờ mình sẽ cho nộm vào đây để mình trộn nhé. Chanh vào bát mắm này rồi, giờ mình cho chút vào đây nữa các bạn. Giờ thì mình sẽ dưới nước này vào trong nộm nhé. Tỏi ớt rồi dứa mình làm sẵn rồi, mình trộn vào đây nè, mình trộn đều lên là được các bạn. Cho đầy đủ hết rồi. Đấy, mình cho đầy đủ vào. Giờ thì mình sẽ cho tai heo vào nhé các bạn nhé. Mình thái sẵn hết rồi, tất cả rồi. Tai heo này. Đấy, mình cho rau này. Đấy.
Còn nạc thì chốc mình ăn mình mới cho vào các bạn nhé, cho nó giòn nhé. Bây giờ mình cho vào nó ướt nó không giòn các bạn ạ. Sau đây thì mình mời các bạn ăn cơm nhá. Là mình nấu xong rồi. Ăn cơm thôi. Mời nhà ăn cơm nhá. Nó không hợp tác. Đây, cá quấn nghĩa này. Nhiều hơn. Mình mời các bạn nhá. Đây là cá cuộn bún này, rau sống này các bạn. Ngon. Hợp đạo nó làm rất là nhiều tiền. Đó, đó, đó. Đã cho uống hộp sữa rồi. Ngon hết cả bụng. Ngon đây, ngon đây, ngon đây. Tương đối đủ chưa thua rồi, còn nhiều nữa. Ngoài anh làm cho nhà. Làm thành một cái nhà mà. Thế thì thấy không muốn nào mình kêu quá. Đổ ngã đổ tạm cũng được cũng toàn. Còn phải làm nhiều, phải hàn chán. Hôm nay nghỉ một buổi để làm cho nộp xong với Hàn Hùng xong ạ. Cháy của ai cháy ở đây không? Cháy ra cháy hết rồi. Cháy ra giờ bị tắt lại. Không gì vậy. Mưa xong phải lắng rồi, mưa gió. Thì thế mới dẻo tròn. Xong rồi mấy hôm nữa nó xảy ở cái chỗ đấy, nó cũng vướng cái chỗ đấy cơ cơ. Đi đi ba quãng đường mới đến cái bếp. Nhau qua đấy cho nó giỏi chứ. Cái chỗ này mới đặt một bếp thôi, còn cho cái chạn bát cho phía bên ngoài kia. Thì có cái nạt đấy. Đấy, mua một canh bão này. Tan từ ra chả biết bếp chạy đâu các bạn. Mỗi nghĩ mỗi đến chỗ bếp nấu cơm thôi. Giờ cũng là rất là khó rồi. Tự dưng cái bếp nó bay mất. Ông giờ cũng nằm bay mất tội. Cái bão cái gì? Kia ghi nó đánh tung ra. Mình chả biết chạy bếp tấm nào. Nó chạy lung tung bây giờ đi. Bây giờ bão nó đánh tan nát ra rồi thì nhớ làm sao cái từ. Không nhớ. Cái tên Kia ghi đấy. Tới nó cướp tài sản của dân. Đấy, bây giờ đi làm cứ chạy lung tung rồi các bạn. Khổ thế. Thằng Ia ghi rồi. Tài sản. Đấy cả cái bộ nghĩa xong. Ăn mắm không ạ? Đừng mắm ngon rồi. Không sợ đấy, cháy 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 mấy tháng không sao nó có cơm. Đây và mình ăn cơm đến đây mình xin tạm dừng nhé. Thì các bạn xem video nhớ cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Gia đình nhà mình chào các bạn. Chào. Xin chào.